Chữ E hoa em không viết được, cô hướng dẫn đi ạ. Được luôn nha các bạn. Bình thường có nhiều bạn viết chữ E nét xoắn giữa to nên nhìn nó không có được đẹp. Thậm chí có bạn viết còn nhìn như cái lò xo vậy á. Do các nét mình viết xoắn to như nhau, không phân biệt được thế nào. Khi viết chữ E cần phải hiểu bản chất của nó. Nét cong trên đầu bằng một nửa ô, nét thắt giữa chữ, nét cong ở giữa hai ô. Nếu khi viết mình không xoắn được nét thắt vào thì chỉ cần hơi nhấn giữa là được rồi. Trên đây là một trong số rất nhiều bí kíp trong khoa học luyện chữ đẹp của trung tâm cô đó chúng mình.